cũng thế thôi các bạn ạ. Những con người thì cứ phải thể thao, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần thì cái chất lượng cuộc sống nó sẽ tăng lên, sẽ đào thải những bệnh tật ra. Cố gắng, kể cả bạn không chơi môn thể thao nào thì bạn có thể đi chạy. Nếu mà không chạy được buổi sáng ấy thì mình có thể chạy buổi tối. Mình thì mình ít thời gian lắm, thì mình chỉ dành một lúc buổi chiều thôi, thì mình thường đi tennis. Đi đánh tennis. Đánh tennis thì nó cũng không ít khi bị chấn thương và nó cũng vui. Bạn vẫn còn trẻ, bạn chưa có tiền thì bạn phải cố gắng rèn luyện sức khỏe trước. Phải rèn luyện sức khỏe trước để khi mà bắt đầu công việc nó tới, thể chất nó đủ thì đến lúc đấy thì mình sẽ tập trung vào công việc, có sức khỏe để mà lo công việc, gia đình, bạn bè thì mọi thứ ắt nó sẽ tới. Chứ không phải các bạn cứ nằm ở nhà xong rồi dán mắt vào cái điện thoại suốt ngày hoặc là máy tính suốt ngày, xem phim suốt ngày. Như thế nó chỉ làm hại bạn thôi. Tất nhiên là cái điện thoại và xem phim rồi các thứ, một ngày mình cũng nên dành ra mấy tiếng đọc sách nữa chẳng hạn. Mình tham khảo những cái điều mình muốn học hỏi ấy, thì mình nên tham khảo cho mình bớt xem những thứ vô bổ đi. Thật sự là như vậy, bớt xem những thứ vô bổ đi. Mình thì mình có thói quen đọc sách. Ngày xưa thì còn hay mua sách về đọc. Ngày xưa cách đây khoảng 10 năm đến 12 năm thì mình thường hay mua sách của Donald Trump ấy. Ở thời đấy ông ấy cũng chưa phải là tổng thống đâu. Chưa được làm tổng thống. Nhưng mà mình đã thấy cái cốt cách của con người ta rồi. Ông ấy thì hay viết sách về bất động sản, về kinh doanh. Nói chung là nhiều cuốn sách hay lắm. Bây giờ không có thời gian đọc sách thì nếu mà không có thời gian đọc sách nhé, mình sẽ cho các bạn biết một cái, ví dụ bạn thích một cái vấn đề gì đó, ví dụ kinh doanh hoặc là giao tiếp, cuộc sống, thì bạn vào YouTube nhá, xong là bạn gõ chữ giao tiếp cuộc sống studio chẳng hạn, hoặc audio chẳng hạn, giao tiếp cuộc sống audio. Đấy, kiểu như là mình nghe sách nói ấy. Đấy, mình nghe sách nói ấy. Thì trước khi đi ngủ đi, và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì các bạn cứ bật ở điện thoại chẳng hạn, thì bạn cài đặt giờ thì nó phát hết cái video đấy, là nó sẽ tự tắt điện thoại, nó sẽ không bị tốn pin. Thì ví dụ mình bật mở một cái video khoảng 40 phút chẳng hạn, thì trước khi đi ngủ mình cứ nghe, nó sẽ thấm vào đầu. Có thể hôm nay bạn nghe được 15 phút thôi, bạn ngủ rồi, đã ngủ rồi, nhưng mà ngày mai bạn nghe 20-30 phút chẳng hạn, thì dần dần nó sẽ thành một thói quen. Trước khi đi ngủ bạn lại phải nghe cái đấy. Mỗi cứ muốn tìm hiểu về một cái gì thì mình lại nghe về cái đấy. Thì dần dần ngày ngày thì nó sẽ lấp đầy cái kiến thức của bạn. Ôi, luyên thuyên nhiều quá, bây giờ trên đường đến chỗ sân tennis ở đây này. Thể dục thể thao tí. Mình xem nào. Kia rồi. Hôm nay có vẻ hơi oi. Tắt nắng sớm. Không cả. Ôi chơi vui thế một tối không cần nhiều đâu. Rồi. Anh vào thì chuẩn đấy. Anh chỉ muốn nó ra cái tay lên là nó vào bóng. Nếu mà tiếp xúc bóng hay dính tay vào là nó. Ủa.
anh cả kiên tập của một về sân ngoài hay đánh ấy. Hả? Quay hả? Kể nó tự theo mà xong để nó tự theo ấy. Đánh như lồn đi, quay đéo ấy. Ba sao để phần nó tự theo ấy. Hôm nay mình sẽ ngồi làm trọng tài. Vừa vụt hai trận rồi bây giờ mệt quá. Mình sẽ xem các bạn xem một cảnh ở đây nhé. Hôm nay trời nó oi đánh quá. Đánh nó nóng. Ra từ 4 giờ. Thôi mình lấy ra lấy đồ rồi đi về. Nóng quá. Kia là chỗ sân tập gốp nhá. Được rồi. Ra đánh thẳng ra hồ xong rồi sau sẽ người đi vớt.
thực sự đấy các bạn ạ. Nóng kinh khủng. Thôi, video đến đây là hết rồi. Chúc các bạn một buổi tối có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhá. Like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn.